Cái gì nó xấu quá nha. Đẹp chưa? Chưa. Từ nhà đi tới sân nhất. Em sẽ mất tầm 15 phút. Bố bao thơ cũng 20 phút. Sau khi Tiểu Nguyên đi xong thì mình đã về nhà để chuẩn bị đi học. Tại vì lúc này đang 9 giờ sáng rồi mà 9 giờ 45 là mình đã vô lớp rồi. Nên là mình đã phải chuẩn bị rất là nhanh để chạy lên trường. Rồi luôn, rồi dòng lên đi. Khoan, tao nói không đó nè mà. Không, mày để trên nhà. Thế là mọi người mình đã tới trường. Thì cái lớp mà mỗi thứ tư và thứ sáu mà mình học lúc 9:45 đến 11:15 sáng có tên là Sensor Measurement and Analysis. Thì nói nôm na thì cái lớp này tụi mình học chủ yếu về cái con strain gauge, con cảm biến. Mình học lớp này là để fill cái exploratory course, nghĩa là cái course nó không nằm trong cái chuyên ngành mà mình sẽ muốn declare, nhưng mà tụi mình học ở một cái môi trường khai phóng như thế này nên tụi mình sẽ được explore tất cả các phạm vi về học thuật luôn. Má đang ngồi cái tiểu tám tới, Tiên Minh hả? Không, phải chia ra cho hai đứa này nữa. Cắt già cái này mà sao cắt cái gì vậy trời? Sao khó cắt vậy? Cắt hết bàn tay coi. Em lên chết rồi nè. Giống không? Yêu giống. Rất giống luôn. Bé bồ mày nó kiểu không giống. Rồi. Thấy bao nhiêu thì sẽ bấy nhiêu. Hashtag today I learned. Vâng, rồi. Kéo kéo hả? Cái này hả? Dạ. Hồi sáng nhiều hơn. Đồ sao em cao quá vậy chị? Đồ đi về nè. Chờ chị đi về. Trường này thúi quá à. Trường này đến cao luôn. Không gặp. Không, có gặp. Bây giờ mình đi về ký túc xá của Minh Trang để ăn trưa. Giới thiệu đi. Giới thiệu ai nữa? Đây là tôi. Đây là tôi. Đây là Trần tôi. Đây là Trương Trương Nhật Huy. Trương Thị Nhật Huy hả? Trần. À, hồi nãy nghe là Trương Thị Nhụy. Có em đọc. Thịt kho rồi đó nó đi và canh cải ngọt rồi đó na dĩa của ai làm của ai làm là hai đầu bếp và cả đó. Đồ đó đầu bếp đây rồi bếp đây đầu bếp đang dây đi nấu ăn nữa hả, không hiểu luôn á. Master chef đầu bếp đây rồi nhở. Thì đây là chân dung của các bạn ở chung nhà với Minh Trang, là mấy bạn của 25 mà mình đã quen được qua Minh Trang luôn. Thì lâu lâu mình cũng qua đây mình ăn cơm, tại vì Minh Trang mời qua mọi người. Nói chung là cũng ăn ké. Mình sẽ mượn laptop của Minh Trang để làm bài. Đây nha mọi người. Chị Nha có đi buffet không? Đi. Đi hả? Chị Nha tới buffet nha. Ok. Chị em biết, có quà không? Em không biết làm gì đúng không? Em chưa biết. Sắp biết rồi. À, để tới chị để làm trò hè cho tụi em. Hồi sáng này mình đi vội quá nên là mình đã không đem theo bất cứ một cái thiết bị công nghệ nào để có thể làm bài tập. Nên là mình đã phải mượn laptop của anh Trang để làm trong lúc mấy đứa nó ngủ. Mấy bạn của 25 thì đợt này đã được chuyển sang cái ký túc xá mới của Phương Rai rồi, không có ở chỗ cũ nữa. Thì cái chỗ này mình thấy nó có vẻ là nhỏ bé hơn, thì đó là căn hộ thay vì là nhà nhưng mà vẫn là mát. Minh Trang nó vô họp rồi mọi người, nên là bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để bắt bus của trường đi về trường. Lúc này mình đâu có biết là cái bus nó đậu tuốt bên phía tay trái bên kia, và mình đứng đợi cái bus đó đi qua trước mắt mình và mãi mãi không quay lại cho đến nửa tiếng sau. Mọi người biết không, nãy miss bus rồi mọi người. Nó đi mẹ luôn.
đi qua đây xong đi vòng lại đi xong, luôn xong Nga nhìn nó mắt kiểu thèm thuồng tiếc nuối kìa, đúng rồi, xong Nga nước mắt lưng chừng luôn, nước mắt ròng ròng, xong nước mắt lưng chừng cái xong Nga mới nhắn qua bên trên, bên đây xuống rút lên lại cái xong nửa tiếng sau mới đi được. Bus nè mọi người ơi, mình không miss nữa rồi. Lúc này mình đã an toàn trên bus để chạy một cái vèo 5 phút đến trường. Thì mình cũng tranh thủ lấy sổ ra cho có footage cho mọi người xem, mọi người nên mình đã check vài cái ô to do list. Bây giờ mình lon ton đi về nhà thôi nha mọi người. Nhà mình nghe hết ok. Có ai ở nhà không ạ? Thế là nó ngủ mình lao quá mọi người. Về tới nhà thì mình cũng bày đặt rửa chén rồi đó mọi người. Xong rồi sau đó thì mình sẽ ngồi làm bài cho đến khi nào làm hết thì thôi, làm từ chiều đến tối, từ tối đến sáng. Nè mọi người thấy không, trời tối rồi nên mình cũng phải bật đèn lên rồi đó mọi người. Đợt đồ xấu mà cũng bày đặt quay kiểu này lắm. Tụi mình đi xuống lấy trà sữa nha mọi người, ba người nhưng mà mình có quay cái quần, mình có quay cái quần. Tụi mình đã lấy trà sữa xong. Mặc dù là mình đã năn nỉ bao di là hãy cắt thạch ra đó mọi người, nhưng mà nó không cắt. Nên là bây giờ Nhi buồn như vậy nè. Mẫn cũng buồn như vậy nè. Ai buồn không hồn? Không buồn đấy. Mày đừng có sợ kìa. Thạch không cắt. Mọi người có biết lý do cho lấy trà sữa này là gì không? Đó là tại vì mình miss cái boss đó mọi người. Xong mình bực mình, kiểu mình bực mình, stress luôn á. Là mình đã năn nỉ hai đứa này mua trà sữa với mình. Tại vì từ chiều là mình đã kiểu mặc một cục luôn á, mặc một đống luôn á. Hello mọi người. Bây giờ là tầm 6 giờ 15 sáng. Mình dậy hồi 5 giờ 45 nhưng mà tại vì mình đợi con Nhi nó chuẩn bị lâu quá, mình không có đi xuống đây nhanh được á. Thì hôm nay á chỉ là một cái sáng thứ năm thôi. Nhưng mà tại hôm qua mình stress quá nên là hôm nay mình phải đi. Cũng may mắn là hôm qua mới mưa xong mọi người nên hôm nay khá là mát mẻ. Mình đi khá là thoải mái, mặc áo tay dài cũng được. Trời chứ bình thường hẳn sáng thức dậy hơi nóng ập cho người. Thôi bây giờ chắc mình đeo tai nghe lên rồi đi dạo đi mọi người, nói chuyện nhiều rồi. Tạm biệt mọi người, hẹn mọi người khi mình trễ đến lại. Mình bắt đầu ngày làm việc lúc 8 giờ nên là giờ 6:50 mình đi bộ từ từ về. Mình đã ghé quán Have a Sip tại hẻm 28 Thảo Điền đi học bài. Tại vì mình cũng thấy nó quảng cáo trên Instagram mọi người là đang giảm 10% hay gì đó. Thì cái ly nước 55.000 nó được giảm xuống còn 44.000. Mình nghĩ là cái giá này vẫn khá là mắc. Thì thường mình vẫn làm việc ở nhà rất là thoải mái. Nhưng mà đôi khi mình sẽ lựa chọn đi ra quán cà phê để khởi động lại cái não của mình, để khởi động lại cái sức sáng tạo và để cho não mình nó đi hết được 100% của nó. Thì đây gọi là một cái cách thay đổi không gian trong sáng tạo để mọi người có thể có nhiều ý tưởng hơn. Thì đây chỉ là một cái technique của mình. Đâu có đối mình cũng không nhớ nữa nữa, mà mọi người biết thì mọi người hãy nói mình nha. Thì khi mà mình ra cái quán này thì nó cũng khá là im lặng. Và cái điều đặc biệt là khi mình đi ra quán cà phê thì thường mình sẽ luôn vào một cái trạng thái deep work. Là khi mà mình siêu tập trung vào công việc của mình và không bị ảnh hưởng bởi những môi trường xung quanh. Tại vì nhiều khi mình ngồi ở nhà mình sẽ hơi ngứa tay và đứng lên làm cái này cái kia.
Mà thiệt ra mục đích chính của mình hôm nay tới đây là để gặp con người này nè, chị Thiên cho mình ngồi tripod. Bây giờ mình sẽ đi về, bây giờ mình cũng làm bài xong rồi mọi người. Anh nhau mọi người, mình về tới nhà rồi. Tại vì mình cũng làm xong việc nên là mình sẽ về nhà để làm việc tiếp trên cái laptop của mình. Tại mình đi ra ngoài thì mình chỉ đem cái iPad để làm những cái việc mình cần trên iPad thôi. Đó. Thì hồi nãy mình đi cái quán cà phê tên là Have a Sip, nó nằm ở 28 Thảo Điền, là một cái khu kiểu rất rất là Nhật Bản á mọi người. Nó sẽ có những cái quán khác cũng theo style gỗ gỗ luôn, rồi có cái chỗ làm nến thơm nè, rồi có chỗ bán quà lưu niệm, nói chung là nó nhìn nước ngoài lắm. Thì mình đã vô cái khu đó nhưng mà mình cũng không có đi vòng quanh nhiều lắm, tại làm biếng á mọi người, cũng trưa nắng rồi, mình cũng chỉ muốn về nhà và ăn cơm thôi. Nên là mình đã đi cà phê đó, xong rồi mình về nhà. Thì cái quán tên là Have a Sip là của chị Thùy Minh luôn, chắc là dựa trên cái podcast mà chị làm luôn á. Nhìn chung thì cái không gian của quán nó rất là tối, nó vừa đen nó vừa đỏ nữa. Nhưng mà làm bài thì cũng được, nếu mà làm buổi sáng thì vẫn có ánh sáng đi vào. Nên là mình thấy chỗ đó học bài cũng ok, nhưng mà giá nước thì dạng cũng phải tầm trung, kiểu 60 vậy mấy. Với lại hồi nãy mình tới chỗ đó là cũng tại vì cái đối diện Have a Sip nó có một cái tiệm nến tên là Kofuku, rất là dễ thương, là một tiệm nến khác tên, mà mình mượn cái tripod của chị người quen của mình ở bên đó, nên là bây giờ mình đã có tripod rồi mọi người. Mình đã có thể quay video mà không cần cầm điện thoại ra như thế này. Hồi sáng này thì mình dậy lúc 9:45, tại vì mình tối qua là mình kiểu rất muốn đi công viên, cũng không biết tại sao mình cảm thấy quá nặng nề trong người không mọi người, nên là mình đã đi công viên. Và cảm thấy là cái kiểu thức sớm nó làm cho mình cái ngày của mình dài ra mọi người, xong rồi kiểu cũng có nhiều thời gian hơn. Tại vì mấy bữa nay á mình bắt đầu làm việc lúc 9 giờ, mà trước hồi đó là toàn bắt đầu lúc 8 giờ là 7 giờ sáng không à, mà mình bị lầy á. Nên bây giờ mình sẽ cố gắng sửa đổi lại giờ giấc của mình, tại vì mình không phải là một con người thức khuya được, mà mình chỉ có thể thức sớm thôi. Nên là muốn ngày dậy ra phải thức sớm chứ không có thức khuya. 10:30 mình ngủ rồi. Vậy đó, mong là mọi người đã enjoy cái khoảng thời gian mình đi bộ buổi sáng. Thôi nói chung là bây giờ mình sẽ đi nấu cơm, tại vì con Mẫn thì không về, và con Nhi thì 12:30 mới học ra. Thôi chắc mình ăn cơm trước, tại vì mình đói rồi mọi người. Nhà cũng có cơm rồi, giờ mình chỉ làm chắc lục rau hay là nấu canh hoặc là xào rau gì đó. Xong rồi mình sẽ đi làm task của câu lạc bộ. Mấy bữa nay thì mình coi Forecasting Love and Weather ở trên Netflix để ăn trưa. Phim này thì trước mắt là nó lạ, là vì nó về mấy cái người chuyên gia đi dự báo thời tiết á mọi người. Nhưng mà mình cũng chưa coi nhiều nên cũng không nói được gì. Đại loại là nó có rất nhiều cái sự ngoại tình và tình yêu, tình ơ sau khi ngoại tình đó mọi người. Hôm nay trăng tròn nè mọi người, tròn do luôn. Thôi mình ra chung ơi. Ủa tao đòi mua nồng đen đang chửi tao bị khùng. Con người không biết tận hưởng Tết Trung Thu. Ủa cơm sao bỏ hết vậy? Sáng hôm sau thì mình thức dậy rất là sớm để mình nhào vô mình edit cho xong cái video cho cuối tuần này luôn nè. Nên là mình đã mém đi học trễ đó mọi người. Hello mọi người, đúng là mình phải ra khỏi nhà từ nửa tiếng trước. Hồi nãy mình lo edit video quá nên là mình đã đi trễ. Nên là mình lại vội vã đi học đây mọi người ơi. Hẹn mọi người ở trường nha. Ví dụ mình thế với giá trị VI này thì chỉ ra được cái P là gần như thế này. Giảm cỏ tính thử rồi. Mình sáng. Mình sáng. Mình sáng. Mình sáng. Mình sáng. Mình sáng. Đại khái là nó
Hồi sáng hôm nay là đúng ra mình phải đến sớm để họp nhóm chung với hai bạn bên kia luôn. Nhưng mà cuối cùng thì mình đến cũng khá là sớm, nhưng mà cũng không có bạn gì nhiều, nên là mọi người có thể thấy mình đã ngồi ăn sáng đến 9:45 luôn. Thì cơ bản thì nhóm mình đã thu thập xong data rồi, bây giờ ngồi để phân tích thôi. Nhưng mà có vẻ là quá trình phân tích rất là chật vật, tại vì con số cái data bị lỗi nên là Quốc Huy với lại Huy Trương rất là panic. Nhưng mà không sao, thầy đã cứu chúng tôi và tụi mình bây giờ đã ổn rồi. Hôm nay tụi mình present data cho cái experiment mà tụi mình làm. Nhưng thì đây chỉ có hai bạn này. Còn tụi mình làm support mọi thứ còn lại. Về từ viết report tới support tinh thần. Đây là Tommy Nguyễn, Tommy Ngô. Còn bạn kia là Vinh Trương. Tiếp đi. Thì đó, chị Lê. Một xíu à. Một xíu mình sẽ cho mọi người coi cái lớp này nó nhìn như thế nào. Để vui. Ok. Cái này cái gì vậy? Hồi nói lộn đi, cái gối nhớ mà. Chết rồi, chị đè lên chị làm bể luôn rồi. Chào mọi người, đây là người đã làm đã đốt cháy. Không mang đốt chưa? Không mang đốt chưa? Có quay lại không? Có. Đi học trễ, bước lại. Đây. Hồi lên cầm cái áo xuống. Hoa đốt trường. Mà đốt cái gì vậy? Đốt cháy đi pin. Lúc này là hai bạn nhóm mình đang đi lên hỏi riêng thầy về data của nhóm mình nè. Xong rồi cái đám mình lên nghe thầy nói luôn. Vậy mà anh Lân có mọi người anh TA lớp mình đi qua hỏi mình với bên Jay là: ủa, hai đứa lên cho đủ đội hình hả? Sau khi hẹn giờ họp cho tuần sau xong thì mình đi về. Là mọi người, bây giờ mình đi về đây là giờ là 11:47. Hồi nãy có mấy em cô 26 đi vô phòng á, nên thôi mình về luôn cho mấy em có chỗ ngồi. Về tới nhà thì tiếp tục là chuyên mục làm việc nhà thôi mọi người. Mình đã được giao trọng trách là phơi cái đống đồ này lên để trước khi hai đứa kia chửi mình. Hồi chiều đến giờ thì mình về nhà, xong rồi mình ăn cơm, làm bài, ngủ, coi phim, dọn nhà, quét nhà, lau nhà, nên là cũng không có gì vui lắm đâu cho mọi người. Nhưng mà bây giờ mình với Nhi chuẩn bị đi siêu thị để mua đồ. Tới nay sẽ có một bữa tiệc tteokbokki của tuần, nên tụi mình sẽ dẫn mọi người theo, mọi người chọn đồ ăn cùng tụi mình nhé. Để tụi mình đi chợ nha mọi người. Hả? Mời bé vô. Chị chung với cái hoa đào không hả? Cái đào luôn. Ừ. Hoa đào thì vẫn phải nhặn chanh, nhưng nó không có chua như trà vị chanh. Sắp Mỹ. Có kế bên nhau nữa. Dạ, một trái, em cảm ơn. Tụi mình qua thêm một cái chỗ nữa để mua kiểu kiểu cá viên chiên các thứ. Đi K Market. Chỗ bán đồ hàng quá. Nghe muốn bánh cá. Thử lắm. Tính tiền thôi. Con Nhi nó mua nhiều quá rồi. 553.000. Xe ngủ. Hồi nãy bao nhiêu tiền? 100 mấy. Ăn bao nhiêu người? 5 người. 4 người ăn đang qua hả? Không. Ồ, 4 người. Bà mình 3 người. Ủa, tính gì vậy ta? Hello mọi người, hồi nãy mình có lấy một cái gói hàng ở trong cái hộp thư ra. Bây giờ mình sẽ unbox cho mọi người xem. Cái này là một cái yếm mà lúc mình cái yếm second hand mình order ở tiệm của Kỳ 20S. Nó như vậy. Ôi Nhi ơi, rớt cái mày tông ngược lại. Cái gì vậy? Rồi, cái gì vậy? Rồi, đứt cái cổ. Rồi, nghe mà, nghe sao bận như vậy. Yeah. Ê, cái này cũng là style mới à. Mọi người xem nè, đây.
kiếm này nó có hai vai nha, chúng ta sẽ mặc như thế này, nó sẽ trồng một cái vai còn lại qua cái vai kia, xong rồi cái vai đều qua cái còn lại. Rồi đứt mẹ. Bạn đây là sản phẩm của bên mình nha. Rồi đứng xa ra cho em đứng thân ra cho mấy bạn coi nè. Rồi quay lại. Rồi, nó bị thấy không? Luôn. Đây. Con bên xã đi thu vậy. Thường thì bếp chính trong nhà mình là hai đứa này, nên là thường mình chỉ làm phụ bếp hoặc là mình đi rửa chén thôi mọi người. Lúc này thì mình đang cắt bắp ra để tụi nó làm cái bắp phô mai nè. Còn đây là Nhi nấu cái nồi lẩu. Lần này thì Nhi nó nấu cái nồi này nhưng mà ăn với cơm và mì mili kết. Tụi mình đã có một bữa ăn no muốn ói luôn mọi người. Bữa ăn dành cho 4 người. Thì hiện tại Event Hub là một cái nơi rất là nuôi dưỡng những cái bạn mà muốn có một cái ước muốn có thể tham gia nhiều hơn trong cái lĩnh vực đó là tổ chức sự kiện. Cảm ơn chị. Ok, chị. Không xin cần tiền. À đây, chữ ký nha. Ký nha. Thì thứ bảy tuần này là Club Fair bên trường mình, nghĩa là các câu lạc bộ sẽ trưng bày tất cả những gì mà câu lạc bộ đã làm trong một năm qua để mấy em cô 26 mới vô có thể biết và có thể kiểu apply vào và làm việc với câu lạc bộ. Thì câu lạc bộ mà mình làm chung tên là Fundraiser Event Hub, là một câu lạc bộ tổ chức sự kiện ở trường. Hello mọi người ơi, tầm 5 phút nữa thì chương trình chính của mình sẽ bắt đầu. Lúc này thì Việt Tiệp đang phụ câu lạc bộ mình để bơm cái phao phao để làm cái hồ cá để mọi người chơi trò chơi câu cá lấy quà mọi người. Ở các phòng ban khác thì các event cũng sẽ được thường xuyên, nhưng mà thường xuyên là về academic thôi, thì event hấp của anh sẽ được êm để thường sinh ra và để cho mọi người về mặt wellness, về mặt để có thể giải trí cho những ha. Quay lại chuyện cái phao, thì sau một hồi tụi mình chợt vật tìm cái lỗ để bơm vô cái phao, thì vị tiệm đó phải ngồi thổi miệng nguyên cái phao đó mọi người. Nói chung là cái phao này cũng khó chịu ghê, không có một cái đồ bơm nào có thể bơm được luôn á. Ê chị, tụi mình đang ở Club Fair. Chị cầm luôn nha, để là chị cầm cho nó cuốn luôn. Trời ơi, đừng có chèm cho nó rớt này được. Quay cho anh luôn nha. Đúng là hả, quay phim bồ này vậy đó. Rồi nam mê tiết mục diễu hành cờ mà trường mình mới nghĩ ra năm nay. Thì mỗi lớp sẽ có một cái design cho một cái lá cờ để mọi người có thể diễu hành qua cái con đường này, xong rồi đứng lên đó pose dáng. Hồi nãy tụi mình diễu hành lá cờ của Event Hub xong rồi, nên là bây giờ Phương Uyên đang đứng ở đây để Phương Uyên thuyết trình cái Event Hub cho các bạn của 26. 10 điểm không ạ? 10 điểm. Mình cũng có đi nghe một cái boost mà chị dùng mình cho free vệ sinh đó mọi người. Còn đây là cái poster mình đã design cho Event Hub trong Club Fair. Và sau đó tụi mình cũng có rất nhiều hoạt động khác như là lấy popcorn của comedian nè, rồi ngồi vẽ giấy gió. Hello mọi người, bây giờ là giờ nghỉ trưa của Club Fair. Trời ơi. Happy birthday. Mọi người, mình đang ở Sông Tân Thái, ở 167 Phan Xích Long. Tại vì mình bị con Nhi với lại anh Đăng dụ dỗ qua đây ăn. Còn mình trung thu, hồi nãy mình đang chạy đến live rồi, để mình đi ra đây. Mình chỉ mới đến Muji thôi. Và tóc mình với Nhi đã mết lắm rồi. Mua kẹo. Tự nhiên cái mua kẹo. Nhi ơi, đi mua giết. Mua giết ở đâu? Qua đây. Mình là mình muốn đi Muji cả tháng rồi đó mọi người. Tại vì hồi lúc mình đi bớt cái giết,
Xong rồi mình tìm lại được cái viết gel pen 0.38 của mình. Xong rồi bây giờ mình lại mất tiếp. Mọi người, mình mất ở club fair đó. Mọi người có thể thấy là ở club fair mình vẫn cầm cái viết đó để ký tên như mấy tờ giấy đó mọi người. Cái xong tự nhiên đi về nhà, nó đã không còn ở túi áo của mình nữa, nên mình đi mua chi cho một cây mới. Cái này là bên mình cái này là cô nho khô. Nho khô. Nho khô. Sáng nay thì mình với vị tiệp đi ăn bún nước của huyện. Xong rồi mình đang ăn với mọi người, mình sạc, mình ho. Cái cô kiểu, đứa nào ho đó, uống nước vô đây. Nói chung là cô, nghĩ là cô dễ thương. Hello mọi người, mình đang ở My Sun Đà Bonny. Hôm nay là chủ nhật thì cũng đã hết tuần rồi mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo chân mình từ thứ tư đến bây giờ. Thì đây là một tuần mà mình tự nhận thấy là nó khá là vừa học vừa chơi. Mình sẽ deep work trong một khoảng thời gian rất ngắn và mình đi chơi những khoảng thời gian còn lại. Nhưng mà đi chơi thì cũng có điểm dừng nha mọi người. Mọi người nhớ đừng có đi chơi nhiều quá. Hãy làm bài xong rồi hãy đi chơi nữa nha. Có vẻ thêm tác nghe Wonder nha. Thôi thì vlog đã dài. Mình chúc mọi người có một khoảng thời gian làm việc thì là năng suất, và có những khoảng thời gian nghỉ ngơi thì là thoải mái. Tạm biệt mọi người.